nổ 10 xe bom ở thủ đô Baghdad. Tin Baghdad, đêm qua, 10 chiếc xe bom đã nổ trong thủ đô Baghdad của Iraq, làm ít nhất 39 người bị chết tại các ngôi chợ và các bãi đậu xe. Các vụ đánh xe bom tập trung vào người Shiite đang tưởng nhớ tới một vị thánh của họ, nhưng cũng có những vụ đánh bom xảy ra trong quận có đông người Sunni. Các vụ tấn công gia tăng trong các tháng gần đây tạo lo ngại Iraq sẽ quay lại thời kỳ xung đột giáo phái năm 2006 và 2007. Tình trạng chiến tranh Syria, dân quân Sunni đang đứng lên chống lại chế độ Al-Assad được người Alawite là một chi nhánh của Hồi giáo Shiite Iran ủng hộ đã làm gia tăng xung đột giáo phái trong vùng. Ở Iraq, người Sunni và Shiite đã gia tăng tấn công lẫn nhau kể từ đầu năm nay. Theo Liên Hiệp Quốc, trong tháng 5 đã có trên 1.000 người chết ở Iraq, là tháng đẫm máu nhất kể từ năm 2007. Kể từ ngày quân đội Hoa Kỳ rút về nước, Thủ tướng Nouri al-Maliki đã dùng lực lượng an ninh và hệ thống tư pháp củng cố quyền lực. Nhiều nhà lãnh đạo người Sunni bị bắt cũng là một nguyên nhân lớn làm cho người Sunni đứng dậy chống chế độ.